Minh Toàn xin trân trọng mến chào quý bà con cô bác. Hiện tại là Minh Toàn đang có mặt tại khu vực Hồ Văn Quán thuộc phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Và vào đây giờ này là ban ngày nhưng mà Hồ Văn Quán là cũng không có nhiều các bạn trẻ đến đây. Nhưng mà Hồ Văn Quán này thì về buổi tối thì như các bạn nhìn thấy ở cái dọc này đấy, cái dọc mà chúng ta đang nhìn thấy đây, dọc bê tông này, là buổi tối là được các cái chủ xúc nước hoặc là các cái cửa hàng nhậu ăn vặt người ta trải chiếu và để cho các bạn sinh viên ngồi ở các dọc này rất là đông luôn, đặc biệt là về mùa hè đấy, đặc biệt là về mùa hè thì hầu như là các dọc này là đều có người ngồi hết và rất là đông. Chủ yếu là các bạn sinh viên, bởi vì xung quanh đây thì rất là nhiều trường đại học. Và mặt xa xa đầu kia thì là cái nhà hàng O2. Nhà hàng O2 thì cũng chuyên tổ chức các cái dịch vụ đám cưới, đám hỏi, hội nghị, vân vân. Những cái tòa nhà đằng trước mặt chúng ta đấy là cái khu, đấy là khu chỗ đường Văn Quán rồi, ở đường Nguyễn Khuyến đi rẽ phải, đấy là khu chung cư, một hai cái khu chung cư. Và phía bên hồ bên kia thì như các bạn đang nhìn thấy, đấy là một cái dàn gọi là vịt, để mà khi mà chúng ta về với Hồ Văn Quán, có những bạn thanh niên nam nữ là chúng ta cũng muốn đạp vịt ở Hồ Văn Quán thì chúng ta mua vé ở ngay ở cái chỗ vịt ấy. Đấy, chỗ này này, này chỗ này các bạn này. Toàn zoom lại tí nhá, không zoom được, mình toàn chưa cài đặt. Thì có cái mái nhà đấy là chúng ta vào đấy chúng ta mua vé ở ngay chỗ vịt ấy. Đấy, có mấy nhà đấy bán vé ở đấy thì chúng ta vào mua vé. Giá vé ở đây là Minh Toàn bây giờ thì cũng thực sự là không nhớ rõ chính xác lắm, nhưng mà đợt trước Minh Toàn có đảm một lần ở trên Hồ Văn Quán này cách đây cũng hơn năm rồi, thì lúc đó là 100.000 sao, Minh Toàn đảm 100.000 thì giá vé cụ thể thì nó cũng không đắt lắm đâu, nói chung nó cũng không đắt lắm. Phía bên kia trước mặt chúng ta, cái Hồ Văn Quán phía bên kia là một cái nhà gọi là quán cà phê, quán nước giải khát. Đấy, nằm ở trên giống như kiểu mà mặt hồ luôn, nhưng mà thực ra đấy là một cái mảnh đất, cái mặt đất mà đã đắp lên thành nền rồi, chứ không phải là đấy là nó không phải là nhà hàng nổi. Đấy là một cái quán cà phê. Và vào những cái dịp lễ, dịp mà nhà nước hoặc là thủ đô tổ chức bắn pháo hoa thì hầu như ở cái đường Văn Quán này chen đi bộ là còn chen chúc nhau. Bởi nếu mà ở Hà Đông mà bắn pháo hoa thì đây là cái điểm bắn pháo hoa của Hà Đông. Đấy là cái đoạn đường ở giữa hai hồ. Bởi vì như các bạn nhìn thấy này, phía bên đường bên kia cũng là một cái hồ nữa, nhưng mà hồ bên kia thì không có vịt. Đấy, phía bên kia có một hồ nữa. Đấy, thì hai hồ này cách nhau và là bằng một cái con đường ở giữa, cái đoạn đường giữa mà chúng ta đang nhìn thấy đấy. Thì cái đoạn đường này là chuyên tổ chức bắn pháo hoa của quận Hà Đông. Và khi mà bắn pháo hoa người ta sẽ không cho đi ở cái đoạn đường giữa. Đấy, ngăn đoạn đường giữa lại và bắn pháo hoa ở đấy. Và đấy là một cái điểm bắn pháo hoa của quận Hà Đông. Vào những cái dịp ví dụ như là mùng 2/9 có bắn pháo hoa không, rồi là Tết Dương lịch, Tết âm lịch hay gì đấy, có bắn pháo hoa là cái điểm này luôn. Bên cạnh đây thì có một cái tòa nhà này thì là một chung cư mới,
tên chung cư thì Minh Toàn không nhớ, bởi Minh Toàn không nhớ rõ tên chung cư này lắm. Thì cái chung cư này là cái chung cư mà bây giờ cũng chưa có nhiều người ở. Đấy, cũng mới ít thôi, chưa có nhiều người ở. Bởi vì theo cá nhân Minh Toàn thì người ta cũng khá là kiêng. Nếu mà người ta mà có tiền, người ta khá là kiêng khi mà mua nhà. Ví dụ như là như đằng trước ở đây, trước mặt chúng ta đây. Đấy, trước mặt chúng ta và cũng là trước cái mặt chung cư cao cao này. Đấy, đây. Ngay ở đây sang này. Đấy. Là chỗ này là một cái phía bên trong là cái nghĩa trang, gọi là nghĩa địa của phường Văn Quán. Chính vì thế mà những căn hộ ở trên này cũng không hề là dễ bán từ những người mà người ta cần. Còn lại điểm ở đây là một cái điểm đẹp. Căn hộ ở đây cũng không mắc lắm, nhưng mà không đắt lắm, nhưng mà cũng là một điểm đẹp, bởi đây là khu trung tâm của phường Văn Quán. Ở xa xa đầu kia thì ngồi ở Hồ Văn Quán chúng ta cũng có thể nhìn thấy được. Đấy là cái căn nhà màu vàng cao cao ấy. Đấy là cái tòa nhà sông Đà. Bên dưới là cái siêu thị Media Mart. Và cái bên trên đấy cái tòa nhà sông Đà. Toàn bộ là tòa nhà sông Đà. Thì ở tòa nhà sông Đà này thì được xây dựng lên rất là lâu rồi, từ thời kỳ mà Hà Đông đang đổi mới và xây các chung cư ấy, thì tòa nhà sông Đà này đã là một trong những cái tòa chung cư xây lên đầu tiên của Hà Đông. Dọc theo cái bên phía của chúng ta đây bên phía này thì toàn bộ là vườn cây xanh. Vườn cây xanh ở đây thì buổi chiều hay có các cái đội và đây đá cầu, đánh cầu lông hay là bóng chuyền thì không có sân đâu, nhưng người ta đánh ở trong khuôn viên của cái cây xanh thôi. Và cái góc ở phía cuối đây là có một cái quán đấy, dọc theo cái đường bê tông chúng ta đi thẳng từ đấy đây, đường này chúng ta thẳng lên như thế này là có cái quán ốc và quán ăn vặt. Ở Hồ Văn Quán thì mến thưa quý bà con là Hồ Văn Quán, nếu mà từ năm ngoái đến năm nay thì nước ở Hồ Văn Quán theo cá nhân Minh Toàn cảm nhận thì nó không được sạch, màu nước thì xanh lè luôn, đây một màu xanh chấm thêm vài cái rêu luôn đấy. Nhưng mà khoảng 2 năm nay thì là nước nó sạch, không được sạch, nhưng mà nó không có cái mùi hôi thối của cái mùi cá chết. Cách đấy 2 năm đổ về trước thì cái mùi hôi thối của cái Hồ Văn Quán này cũng làm cho chúng ta rất là khó chịu khi mà chúng ta đi đến cái khu vực Hồ Văn Quán này. Đợt này thì là mùi hôi thối cá chết thì không có nữa, không thấy nữa, nhưng mà đợt trước đi đến đây nói thật với các bạn là ngồi uống nước ở cạnh Hồ Văn Quán này, nhất là vào dịp mùa hè, mùa ở chỗ vào mùa cá chết ấy, ôi giời, toàn nói không ngồi được luôn. Nhưng mà các bạn trẻ thì lại cứ thích ngồi, nhất là đứng ở cái màn phía bên kia đấy, là không ngồi được luôn. Và cũng xin tiết lộ luôn đến các bạn là ở Hồ Văn Quán này, xung quanh Hồ Văn Quán này, ở phía bên mặt này thì ít nhà ở này, ít nhà ở xung quanh hồ. Nhưng mà phía bên kia của hồ, phía trước mặt chúng ta thì toàn là những căn biệt thự. Biệt thự phải nói là biệt thự không phải là ít tiền đâu các bạn ạ. Và cũng không phải là ai cũng mua có tiền mà mua đất được ở biệt thự đấy đâu. Ồ, theo như cá nhân Minh Toàn được biết thì rất là nhiều người làm trong cái cơ quan nhà nước thì đang ở cái khu vực đấy, tức là chủ nhà của các khu vực của các căn biệt thự đấy. Chứ còn như những người mà không có điều kiện cũng không thể ở được, và những người có điều kiện chút cũng không mua được đấy. Và dọc theo cái Hồ Văn Quán, hai bên Hồ Văn Quán thì nó có các cái nhà hàng ăn,
Ví dụ như chúng ta đến Hồ Văn Quán thì có đến có thể ăn cái tầng trước ở đây, đây là một cái quán chim bốn mùa này. Đấy. Chim bốn mùa này, rồi góc chéo là có quán bia hơi, bên cạnh đấy là có siêu thị ốc. Bên này thì có Hà Nội xưa, tức là nhà hàng ăn uống đấy, là Hà Nội xưa và Hải Sơn. Đấy là những cái điểm mà chúng ta có thể ăn ở Hồ Văn Quán. Còn uống nước thì nếu mà các bạn mà thích bình dân là chúng ta nên uống nước ở ngồi vỉa hè này cho mát. Đấy, vì ở sát hồ này mát, mà không thì đằng trước chúng ta thì cái quán kia là nó có trên cái sân thượng và cái lùm cây ấy, bên trên cái phía lùm cây ấy là nó có cái sân thượng, ngồi trên đấy là view khá đẹp, nhất là vào dịp bắn pháo hoa thì phải nói về đây uống một cốc nước cũng chẳng khác gì trên Hồ Tây đâu các bác ạ. Ở đây thì buổi trưa thì ví dụ như một số bạn sinh viên học sinh thì cũng hay về đây, về vườn này để ngồi cho mát, bởi vì là hàng cây rất là mát luôn. Hồ Văn Quán thì còn được gọi là cái hồ gọi là hồ than thở, mà trước đây các cô các chú thời kỳ trước ở quanh đây thì mới biết được cái tên là hồ than thở thôi, chứ còn như các bạn trẻ bây giờ mà nói đến hồ than thở, hỏi hồ than thở là không biết được đâu. Thành ra là khi mà chúng ta đến Văn Quán thì chúng ta bảo đây là hồ Văn Quán. Đấy, hỏi hồ Văn Quán thì nó dễ hơn. Còn nhưng mà xuất phát tên của nó là hồ than thở, bà con cô bác ạ. Và phía này là nó gần với Học viện An ninh Nhân dân, cách Học viện An ninh Nhân dân khoảng 500m thôi. Từ đây đến Học viện An ninh Nhân dân thì khoảng 500m thôi. Thành ra là buổi chiều cũng đường này rất là đông đúc. Đường này cũng đi thẳng đường, đây là cái đường 19 tháng 5. Đấy, đường này đường mà có cái đoạn hồ này, người ta cũng gọi là cái đường 19 tháng 5. Đường 19 tháng 5 thì nối liền giữa đường Văn Quán và đi thẳng xuống đường Phùng Hưng. Chạy ra đường Chiến Thắng. Đấy. Tờ nối Hà Đông và Hà Nội luôn ạ. Thực ra thì Hà Đông với Hà Nội chỉ cách nhau một cột mốc thôi, giữa Thanh Xuân và Hà Đông thôi, là cách nhau ở cái chỗ Học viện An ninh thôi, cái cửa chính của Học viện An ninh thôi. Nhưng mà bây giờ thì Hà Đông sát nhập vào Hà Nội rồi thì người ta vẫn có cái điểm khoảng cách đấy, là chỉ là một cột mốc thôi. Bên này cột mốc là Thanh Xuân, bên kia cột mốc là Hà Đông. Và ở Hồ Văn Quán này thì buổi tối ở đây thì các bạn trẻ đến đây cũng có các cái dịch vụ, ví dụ nướng mực nướng ấy, nên mà đấy các bạn nhìn thấy than đấy, than cây, nhất là mấy hôm nay cũng lạnh lạnh trời nữa, nên mà than để nướng rất là để bên hồ này rất là bẩn luôn. Đây là cái sơ bộ và cũng là cái lịch sử của Hồ Văn Quán của Hà Đông Hà Nội mà theo cá nhân Minh Toàn biết được. Thì Minh Toàn hôm nay cũng có cái dịp đến Hồ Văn Quán, cũng chia sẻ lại một số cái hình ảnh của Hồ Văn Quán đến quý bà con cô bác, nhằm giúp bà con cô bác hiểu thêm về Hà Nội nói riêng và Việt Nam chúng ta nói chung. Hôm nay Minh Toàn xin dừng video này ở đây. Xin hẹn gặp lại quý bà con cô bác trong video tiếp theo.